À, đang cho quý vị biết cái dạng, nói tóm lại cái tuần trước dạng sau về có cái vấn đề vấn đáp nói về tại sao dạng pháp muốn nói đó, một bên là nói dạng pháp, một bên là lập tức nói là không có dạng pháp gì cả, nó có sự mâu thuẫn khiến người ta hiểu lầm. Nhưng chính thầy cũng đã bị hiểu lầm một thời gian rất lâu như vậy, rất bâng khuâng. Tại vì không hiểu ý Phật là sao, ý những cái lời chú thích là sao, sau này mới hiểu rằng là phải cái lời nói như vậy, cái nói tôi giảng thì ra tôi không giảng, thì ra đang nói về cái tướng với là cái thể. Cái tướng là tôi đang giảng, còn cái thể là tôi không có giảng. Tại cái thể mà của cái lời giảng đó thì ra nó không có gì hết. Thành có thể nói là tôi không giảng được. Ok. Đó là ý nghĩa của cái tướng với là cái thể. Đó là thì muốn hiểu cái đó, muốn hiểu tới được, thấy được cái thể đó, mà thấy được cái tướng đó, tướng chân thật của nó, thì quý vị phải dùng cái gọi là cái pháp quán chiếu. Thì cái câu hỏi thứ nhì, quán chiếu là sao? Thì quán là một cái danh từ, một cái pháp mà thông thường ít người hiểu được. Thành ra tuần trước mình giảng sơ sơ về cái quán đó. Cái quán là cái chiếu này là giống như, nếu mình quý vị mà tu mà thành cái pháp quán chiếu rồi thì quý vị trở thành giống như một cái gương nó vẹn toàn, cái gương nó viên mãn, nó chỉ phản ảnh là thôi, nó không thêm cũng không bớt gì hết. Cái gọi là quán chiếu. Bây giờ tới cái tấm 379. Thành ra cái câu hỏi tiếp theo đó, anh nói nếu mà giảng gì như vậy chỉ cần quán chiếu thì tôi hiểu tôi cần phải làm gì, cần là tôi hiểu rồi, thì thầy nói không, quý vị chưa hiểu đâu, tại vì không phải nói là quý vị hiểu được đâu, mà phải cần tu mới hiểu được. Khi mình nói về quán chiếu, mình nói về cái hiểu, nói về bàn về cái quý vị có thể hiểu được cái pháp đại thừa, thầy mới thành thật nói quý vị, bởi vì không thể nào chưa ai có thể hiểu được cái pháp đại thừa là cái gì hết. Có ai không đồng ý với thầy không? Nếu quý vị nghĩ quý vị hiểu cái pháp đại thừa rồi, tức là vì chưa hiểu gì hết. Thầy có thể nhìn những cái người quý vị, ok, thì thầy có thể nói là chưa ai có thể hiểu được đại thừa. Nói quý vị biết, thầy quen 3 người Việt Nam mà có thể hiểu được pháp đại thừa. Thầy nói cho quý vị biết, phải tu dễ sợ lắm mới hiểu nổi, không phải nói đâu. Thầy nói cái gì nghe, trước có cái ông học trò tới đó, đây là ông chuyên môn cầm sách tới đây, đem sách tới chùa đọc, rất thích đọc sách, đọc rất nhiều sách. Thầy nói cái gì nghe, cái gì không thể nào hiểu được đại thừa nếu mà đọc sách, từ đọc sách ra. Quý vị phải tu, quý vị phải thiền. Bởi vậy mấy năm vừa rồi chúng tôi bỏ rất nhiều thời giờ, nhất nhiều cái tâm huyết để mà truyền cái pháp, hướng dẫn quý vị để mà tu luyện, để mà thiền, để mà niệm Phật. Và quý vị cách thiền, cách tụng kinh, cách niệm Phật, cách lạy Phật. Nhưng thầy trong nói cái tấm 379 thầy mới nói tiếp, thầy nói là cái vị muốn bằng cớ thì bà chỉ thấy rằng cái người mà nghiện á, nghiện thuốc nghiện rượu đó, khó mà bỏ nghiện, có rượu bỏ cần sa lắm. Mà tại sao? Tại họ đa số những người giống như cái đa số những người như quý vị đó là không thể nào bỏ được cái suy nghĩ. Bởi vì cái vị không thể nào hiểu được đại thừa. Nói cách khác, nếu như quý vị rất hãnh diện về cái hiểu biết của quý vị, tại vì quý vị vẫn còn suy nghĩ. Cái vị, những người mà nói là tôi hiểu về đại thừa, tôi hiểu về Phật giáo, là những người đó chưa hiểu. Người ta vẫn kẹt vào cái suy nghĩ. Chỉ chừng nào cái gì mà hoàn toàn ngừng lại cái suy nghĩ mới có thể hiểu được cái Phật giáo đại thừa. Cái này không phải để cái chuyện mà quý vị có thể ngồi đó mà suy luận hay là bàn tán hay là cãi lý với nhau, mà cái này thực sự quý vị nói là tôi, trong tâm của tôi bây giờ nó hoàn toàn không có một cái tư tưởng nào cả hết, thì quý vị mới có thể hy vọng hiểu được đại thừa.
Ngược, nó ngược lại, những cái người mà không ngừng lại cái tư tưởng mình được là cái người đang bị nghiền, đang bị giống như nghiền thuốc vậy đó. À, là nghiền suy nghĩ. Thầy nói cái gì nghe, cái bằng cớ, bằng chứng mà rõ ràng nhất về cái sự mê muội quý vị là sao? Quý vị tin rằng quý vị đúng. Và thầy cam quyết là như vậy nữa. Năm vừa rồi thầy nhắc cái này, nhắc luôn nhắc tới hoài mà hình như không ai để ý chuyện này. Năm vừa rồi ấy, thầy nhấn mạnh, thầy nói mà quý vị không để ý đâu, thầy nói rất nhiều lần, 7-8 lần thầy nói nếu quý vị nghĩ quý vị đúng mà thầy là sai là quý vị đang bị mê muội mà không biết. Cái người phàm phu tôi bị cái bệnh đó, nghĩ là mình đúng mà người ta sai. Thầy nhắc quý vị cái chuyện này mà thầy nói luôn tới cả năm rồi mà nhất định không ai để ý cái này. Thầy nói là nếu quý vị nghĩ là quý vị đúng mà người ta sai là quý vị đang bị mê muội, quý vị đang bị vô minh. Khi mà thầy nói đừng có nhìn nổi người khác không có nghĩa là quý vị thành câm, thành điếc. Mà mình chỉ nói là đương nhiên là mình thấy người ta, mình hiểu, mình sao mình không hiểu được. Nhưng được khi mình nói mình đừng có nhìn lỗi người ta, có nghĩa là mình không nên đào tìm tòi cái lỗ của người khác. Đừng có nghĩ, đừng có suy nghĩ, đừng có tìm tòi, đừng có đào, điều tra cái lỗi người khác. Đó là một cái hành động của người mê muội. Nhắc cái gì lại cho rõ ràng. Nếu như quý vị cứ nhìn tới lỗi người ta, bàn tới lỗi người ta, suy nghĩ tới lỗi người ta, ok, điều tra cái lỗi người ta, thì trong cái phạm vi đó thì tự động quý vị thấy là mình đúng, là cái hành động của một người hoàn toàn mê muội. Con chưa hiểu được đâu, chỉ nhớ như vậy thôi, không được, đừng có làm, thì như vậy mình không bị kẹt vào cái vòng, không bị xa lầy. Tránh cái lầy trước đã. Chưa hiểu được đâu, cái gì chưa hiểu nổi đâu. Mà cái ý thầy nói ngày hôm nay là muốn nhắc cái vị là cái chỗ đó, cái vị đến đó sẽ bị xa lầy, đừng có tới đó, né nó thôi là đủ rồi. Ngày nào đó sẽ hiểu. Nếu cái vị vào đó cái vị sẽ bị xa lầy, sẽ bị kẹt. Thoát không được đâu. Thế ý thầy trong cái tấm 379 này, thầy nói là giống như là thầy, ví dụ thầy nói cái vị là quý vị không nên điều tra cái lỗi người khác, không nên bàn cái lỗi người khác, không nên soi mói cái lỗi người khác, tại vì quý vị làm như vậy nó không khác gì là quý vị sẽ bị kẹt. Quý vị làm như trước sau cũng sẽ bị kẹt. Ok, mà cái này không khác gì giống như đừng nghĩ nhiều hơn, cái chuyện rất giản dị. Cái ý của thầy ngày hôm nay muốn nói là quý vị không nên làm như vậy, tại vì không khác gì là thầy cảnh cáo cho quý vị biết là không nên phi xì ke, không nên uống hút cần sa, tại vì hút cần sa như vậy sẽ bị nghiện sau khó thoát vậy sợ. Thì cái ý ngày hôm nay cũng chỉ chừng nữa thôi, là đừng có nên nhìn cái lỗi người ta, đừng có bàn tán soi mói cái lỗi người ta, đừng có điều tra lỗi người ta, cái đó là cái gì sẽ không khác gì sẽ bị kẹt. Trước sau sẽ bị kẹt rất nặng. Có người hỏi người ta hỏi được nhiều lắm. Thầy biết chuyện sao thầy có tới cho chú thầy không biết. Người ta tới thầy biết. Người ta như vậy, thầy ích kỷ như vậy. Người ta thấy ích kỷ là tại vì thầy đâu có giúp được đâu. Thầy từng đường với người ta đòi giúp là tại người ta đòi giúp trước khi ta đủ khả năng giúp. Nhưng khi bị nghe cho rõ nghe chưa, thầy không nói là cái gì nó được giúp. Thầy chỉ nói rằng cái tư tưởng muốn giúp người ta là cái chuyện tốt, cái tư tưởng tốt. Nhưng đều trước khi giúp người ta, trước khi mình hay mình đồng ý giúp người ta, sức, để cái đủ sức có chi về giúp người ta, không mới đạt mới giúp, còn không thôi đừng giúp, khoan giúp cái đó. Mình chỉ giúp khi nào mình có sức giúp, có đủ cái cách, đủ cái hiểu biết, cái chi về để giúp người khác thì mình mới giúp. Còn nhiều khi mình chưa hiểu, chưa biết, chưa có trí tuệ mà đòi giúp người khác, nhưng khi mình đang hại người ta mình không biết. Ok, đối với thầy ý thầy là như vậy. Thầy muốn nói cái gì đó là
cá nhân thầy, thầy không ai muốn giúp được quý vị cuộc đời quý vị tự lo lấy. Cá nhân thầy thì chủ trương là không giúp cho tới khi mình có đủ trí huệ mới giúp được. Mà khi nào mình biết có đủ trí huệ hả, mình biết mình đủ trí huệ khi mà ông thầy mình nói là con giúp được rồi đó. Thành ra bây giờ người ta tới ta hỏi thầy giúp cho con, thầy nói thầy trả lời ngay thầy giúp con không được đâu. Tại sao như vậy? Tại vì ông thầy của thầy chưa nói thầy có quyền đi giúp người khác. Tại sao mình không nên nhìn lỗi người khác? Cái lỗi người khác là tại khi mình càng nhìn lỗi người ta mình càng bị phiền não. Thì đại khái là người ta có lỗi, người ta đủ phiền não rồi, tại sao mình tạo thêm cái phiền não cho cái thế giới này làm cái gì? Thầy giảng cho mình cái sao là cái gì? Mình nhìn lỗi người ta, mình đang trong cái hành động coi nó cái xấu để trả đạt còn khi quý vị nhìn lỗi cái từ nhìn lỗi của mình và các cái tinh thần xây dựng tại sao nếu mình nhìn cái nhìn lỗi thì hoàn thì như ngày đó mình thấy được cái nguyên nhân tại sao mình phải làm cái việc này, cái từ mình thấy được cơ hội có được cơ hội nhưng từ nào đó mình thành lỗi tinh thần xây dựng đấy là cái tinh thần. Ai thắc mắc gì không? Nói là nói thôi, bây giờ thầy giảng thì biết có những cái khía cạnh cái gì phải từng làm tới được đó. Ok. Thứ nhất là phải ý thức được những cái tư tưởng tầm bậy của mình. Ok. Con cái mình mà nó có cái hành động sai lầm, con chỉ là có những cái không có gì là cái gì phải đi làm tốt thôi, mình tư tưởng tốt, mình mới nói cả một tiếng đồng hồ rồi. Cái tư tưởng tà ác là gì? Cái tư tưởng nó có tinh thần hủy hoại, tư tưởng thiền, tư tưởng nó có cái tinh thần tới dừng nó tạo. Bắt đầu ra phải biết rõ ràng cái này đúng cái này. Ok. Từ sau khi cái vị bước đầu cái vị phải ngừng làm có những cái hành động, có những tư tưởng mà phá hoại. Xong rồi tiếp tục bước thứ nhì là phải có những cái tư tưởng mà xây dựng thôi, có những hành động xây dựng thôi để cái vị mới có thể tới cái trình độ thứ ba là không có chấp vào vừa xây dựng hoặc vừa phá hoại nữa. Giống như có những người tới thiền của thầy nói là chứ thầy nói là đi bộ cũng là thiền, nằm cũng là thiền, đứng cũng là thiền, thì tại sao đi chợ cũng là thiền, tại sao thầy dạy tụi con ngồi thiền làm cái gì, tọa thiền làm cái gì? Phải đi từ từ mới tới được, không thể nào đi đường tắt được. Tại sao quý vị có thể từ cái không phân biệt giữa thiền với ác mới tới cái đó, tới cái cảnh giới mà không phân biệt thiện với ác rồi sẽ mới hiểu được là cái nhị nguyên là một cái trạng thái của cái vô minh, của cái giả. Lúc đó khi quý vị thấy được cái nhị nguyên là một cái trạng thái vô minh của vô minh rồi thì quý vị mới có thể có cái cơ hội tới được cái vô niệm. Ai thắc mắc gì không? Dễ chứ sợ. 381. Ba cái phương hướng. Ok. Thứ nhất là có cái tâm hư giả. Nói cách khác, tất cả những cái gì mà quý vị có thể thu thập được từ cái giác quan đó đều là giả hết.
Có ai có vấn đề gì ở đây không? Tâm là cái tâm hư giả nghĩa là sao? Tất cả mọi cái đều giả. Có nghĩa là sao? Tất cả những giác quan nó có thu thập được đều là giả. Cái này cái gì đó, thầy đang giảng cái gì một cái vấn đề mà quý vị không thể nào hiểu được hết đó. Quý vị phải đặt lòng tin vào đó. Thầy cam đoan quý vị, nếu như quý vị cho tới khi tầng vị lai, từ ngày hôm nay tới tầng vị lai mà quý vị tu tiếp tục tiến bộ, mà quý vị một ngày nào đó mà khám phá là có một cái gì mà thực sự nó thật á, là quý vị tới đây quý vị thầy sẽ hoàn tiền lại cho quý vị. Quý vị tin thầy, không có cái gì nó thật hết. Quý vị mê muội Ấn Độ như vậy, không có cái gì nó thật hết, nó khó tin như vậy, thành phải đặt lòng tin. Quý vị không thể nào hiểu được nhưng phải đặt lòng tin rằng đó là sự thật. Câu hỏi rất là hay, là trong đại thừa là thầy mới vừa giảng đó, là vô niệm, ok. Tất cả cái gì mà có đó đó, nó do cái niệm đó nó sinh ra. Thành vì vậy cái đại thừa mà hiểu đại thừa là vô niệm, tức là tất cả những cái gì nó có niệm đều là giả hết. Thứ nhất á, là cái gì biết là nó giả. Nhớ nhắc lại cái gì nè, tâm cái gì phải đặt lòng tin là cái tâm hư giả, có nghĩa là sao? Tin rằng tất cả mọi cái gì chưa hiểu được, nhưng được khi cái gì thực sự hiểu rồi thì thấy tất cả nó đều là giả hết. Có lòng tin mới thấy được. Ok. Thứ nhì là cái trần tâm, biết rằng tất cả những cái trần á, bụi trần nó đều là giả hết. Cái sự khác biệt giữa cái tâm hư giả với cái tâm thứ nhất là tâm hư giả với cái tâm trần thứ nhì là sao, ở chỗ nào? Cái này nhắc lại để nó có cái lý do, nó có mục tiêu. Nó tâm mà giả đó, tôi nói là không có gì mà thật hết, gạt hết tất cả, không có cái gì nó thật hết, không có cái gì nó thật hết. Tại sao mình nhắc lại làm cái gì? Cái tâm mà tâm trần này là chỉ nhắc lại cái gì, là không nên chấp vào cái lục trần, đừng có chấp vào cái nhà, mình không có chấp vào cái âm thanh. Con nít mà nó gặp mày, nó nói con thương mẹ, con thương cha, hay là con ghét mẹ, con ghét cha, nghe chỉ ghét mà cái tâm mình nó rạng rời đó. Mình nức nở, nức nó bể nghe hết đó. Thì cái đó là mình đang bị chấp vào cái chữ thương, chữ ghét, chả ráng mà chịu. Tại sao như vậy? Tại cái vậy biết sự thật đó, là cái thương cái ghét đó, con người cái tâm mình cứ đổi hoài. Ok. Thành mình bất kỳ cái gì mình chấp là bất cứ vào thương, chấp vào cái ghét là chuyên môn bị phiền não. Cái trần mà nó giả, nó chỉ nói cái gì là không nên chấp vào cái lục trần. Cái gì cái gì thâu tập vào, đừng có chấp vào cái gì hết đó. Ok. Thì cái gì không nên chấp vào cái lời khen, cũng không chấp vào cái lời ghét. Đó là quan trọng. Cũng giống như là nhất là không chấp vào cái chân nó đau, cái đó là nó giả. Cái chân đau là nó giả. Cái vị thấy không? Nếu cái chân mà nó nhức đau một cái mà nhúc nhích, có nghĩa là cái tâm cái vị nó vẫn chưa thấy cái đau là nó giả. Cái vị mấy người này chọc quê thầy. Nhỏ chọc quê thầy, mà thầy cứ làm lơ. Cái mà chọc quê thầy mà thầy cũng tin bơ, tại thầy coi đâu có đâu là giả. Cái lời chọc quê thầy là đồ giả. Nói cái vị nghe này, bằng thầy dẫn chứng với cái vị nghe này. Cái vị biết không? Chọc quê thầy, nhỏ chọc quê, mấy nhỏ chọc quê thầy quá. Thầy nói cái vị nghe này, thầy dẫn chứng với cái vị nghe này. Ngồi đó mà chân nó đau nữa, ngồi xếp bằng mà chân nó đau. Nếu cái vị nói là cái giả, cái chân giả, cái đầu nó giả, là trong tích tắc đó
chốc lát đó cái gì nó không thấy, còn thấy cái đau nữa, ai cũng cười cười khà khà khà, cái gì cứ chọc quê, tiếp tục chọc quê thầy mà thầy đâu có ngại đó. tại vì thầy cứ việc cứ chọc quê thầy đi, nhưng mà thầy không sao, thầy tin là thầy đúng mà quý vị sai. Mấy bác Thái Hương thấy em khổ, dạy tụi nó, mình thành thâm mình dạy tụi nó gian đủ cái đủ cái một cách để mà ăn gian mình. Quý vị biết không, khi mà quý vị cần tập á, quý vị nói là cái tâm mình á, tâm tập cái tâm mình nói là cái đau này là nó giả, trong một giây chốc lát đó nó ngừng đau ngay lập tức. À, tại vì học trò thầy vậy, học trò đầu tiên thầy nói là con biết không, thầy chỉ có cái lúc mà thầy dạy thiền cái đầu tiên á, cái bà học trò đệ tử thầy nói thầy than phiền ở thầy chân nó đau dữ vậy, tại sao mà tu mấy cái pháp khác nó không có khổ. Thầy nói là tôi đã tu hơn 20 năm rồi mà tôi chưa bao giờ thấy một tu mà khổ sở cái đau chân nó đau, nó khổ sở đến độ như vậy. Nên thầy nói thầy tôi có mấy cái cách mà để giúp cho cô để mà chinh phục cái đau. Thành thầy mới dạy cô nói là đau à, đau cái gì, đau nữa cho tôi coi. Thế xong thầy mới kể, thầy nói là thầy kể nó bây giờ đau cái gì mày, đau nữa cho coi. Thì nó mừng quá, nó nói trời té ra học này được năm mới khèo, ông mới chỉ một cái chiêu mới là để chinh phục cái đau. Làm thử như thầy nói, lần sau báo cáo với thầy, nói một cái là cái đau nó đau hơn nhiều nữa. Cái gì thấy không, thầy dạy hơi trật đi, tại vì thầy dạy thầy quên cái phần thầy nói là thứ nhất là cái đau nó giả, thành con cứ nói là mày đau thêm cho tao coi, tại mày giả mà tao đâu có sợ đâu, mà thầy quên dạy cái phần đầu đi, thành khi nó đau thêm một cái nó sợ, nó không dám tu nữa. cái hư tâm á là nó nói tổng quán, còn cái trần tâm, cái bụi trần tâm á, thứ gì đó là nó nói rõ ràng hơn là cái bụi trần đó không nên chấp vào cái gì hết, không được chấp về cái bụi trần hết. Nói cái khác là khi mà cái vị nói là cái vị theo lời dạy mình tin rằng cái trần tâm á nó giả, quý vị áp dụng cái trần tâm này với tất cả những cái lục trần quý vị thâu tập vào, tôi nói thì quý vị nói à cái đau này là cái giả, ok. Quý vị nói như theo lời dạy mà quay dùng cái trần tâm đó nói là cái đau cái chân này là đồ giả, thì tự động cái đau nó sẽ nặng hơn, nó đau hơn nữa. Thì lúc đó quý vị phải áp dụng cái tâm kim cang. Lúc đó quý vị mới dùng cái tâm kim cang để mà chặt đứt cái chấp trước vào cái đầu. Để thầy dịch ra cho quý vị nghe. Thứ nhất, quý vị tâm, cái hư tâm. Cái hư tâm nói là đừng có tin cái gì hết đó. Cái trần tâm á, quý vị thấy, quý vị nghe không? Nghe cho rõ, cái này quan trọng nha. Cái hư tâm á, cho quý vị thấy cái chiều sâu của Đạo Phật. Rồi nghe, ví dụ, thiền. Ok? Cái ngồi tu thiền, bất cái người nó bị đau, cái thân nó bị đau. Nghe cho kỹ này. Thì cái lời dài tiếp theo nói, quý vị nếu mà chân nó đau như vậy, phải áp dụng cái trần tâm. Tôi đang dạy quý vị, thầy đang dạy quý vị cái từng bước để mà chinh phục được cái sự hiểu lầm của mình, cái mê muội của mình. Cái bước thứ nhì là cái gì, ngồi thiền, ngồi tu như vậy thì thấy cái người nó ê ẩm, người nó khó chịu, thì mình nói là cái đau, cái khó chịu này nó giả. Đó mình mới nói là áp dụng cái trần tâm mình. Ok, ngồi đó 4 giờ. Ai ngồi 4 giờ vẫn đau không? Ngồi thiền đủ lâu nó sẽ đau, thì mình dùng cái trần tâm mà nói cái đau này nó giả.
cái tâm, cái vị dùng cái trần tâm mà nói là cái đau này nó không có thật, cái này nó hư giả. Không có nghĩa là cái đau nó biến mất đâu. Một khi mà quý vị nói là cái đau này nó giả, thường thường đó, cái đau nó càng này nó càng đau thêm. Lúc đó quý vị áp dụng cái tâm kim cang. Quý vị nghe không? À, cái tâm kim cang này có nghĩa là quý vị nhận thấy, ý thức được rằng là mình chấp trước vào cái sợ đau, mình sợ đau, mình chặt cái sợ đau nó ra. Cái đau nó thật, nhưng đều cái sợ đau nó làm cái đau nó còn nặng thêm nữa. Không ai có vẻ thán phục về cái hay của cái pháp này hết. Thì người thấy cái tâm kim cang nó hay dễ sợ không? Là mình chặt nó, mình không nhất định không theo nó. Cái vì nghĩ chứ coi, à, ông thầy ông dạy mình chỉ mình cái phương pháp để mình mở trí huệ mình, để mình đắc được cái giải thoát, để mình đắc lạc, liễu khổ đắc lạc. Mà mình cứ ngồi mình cứ suy nghĩ, mình kiếm đủ cái lý do này, đủ lý do khác để mà không chịu làm. Đâu phải lỗi của ông thầy đâu. Biểu ngồi một tiếng hồi, ngồi thiền tiếng hồi với con, nó thề thầy chừng con đau con chịu không nổi. Mỗi cái đau tí xíu là chịu không nổi, làm sao mà giải quyết những vấn đề lớn nhất của cuộc đời cái gì được. Cái gì nghĩ cho coi, những cái cuộc đời nó có nhiều cái khó khăn lớn lao hơn nhiều, mà biểu cái vị giúp cái vị dạy cái vị phương pháp để mà giải quyết những vấn đề đó, mà cái vị không chịu ngồi chịu đựng không được một tiếng đồng hồ nữa, tu một tiếng đồng hồ nữa, thì cái vị làm sao mà có đủ cái sự trí huệ là kiên nhẫn để mà giải quyết vấn đề lớn lao trong cuộc đời cái gì được. Cái vị chỉ như vậy thôi hả? Ai thắc mắc gì không? Nói cái gì rõ ràng hơn, cái cách mà chặt những cái chấp trước của mình. Muốn biết cách chặt chấp trước mình không? Ai muốn học cái đó không? Ai cũng gật đầu hết đó. Ai cũng gật đầu nói là thầy dạy cho con cách mà chặt cái chấp trước của con đi. Để thầy nhìn cái gì không có người nào thành tâm hết. Muốn học không? Thực sự muốn học không? Quý vị muốn học cái cách phương pháp mà chặt cái chấp trước, quý vị rất dễ. Quý vị giới thiệu quý vị đến, thầy giới thiệu quý vị đi Vạn Mực Thành đi, tới đó mà học. Tuần tháng sau họ có cái Phật thất. Quý vị hiểu không? Muốn chặt cái chấp trước mình là quý vị chỉ nhận ra nó, nhận diện ra nó à, mày tới rồi, rồi không làm gì hết, hoàn toàn không làm gì, chỉ ngồi đợi thôi, không làm gì, chỉ ngồi đợi thôi, ngồi đợi cho nó rời. Tại sao cái nhà này, cái thân này là thân của quý vị, nó không có quyền ở lâu được, trước sau nó phải đi. Cái người mà bị phiền não, người mê muội đang bị phiền não là cứ phản ứng của nó. Cái vì phản ứng là cái phiền não của mình. Khi mà chân nó đau và cái vì nhúc nhích á, là cái vì đang phản ứng của nó. Muốn chặt cái phiền não quý vị là cái vì tập ngăn lại phản ứng cái phiền não. Ai thắc mắc gì không? Dễ quá ha. Nếu như quý vị có bất cứ một phản ứng nào, nhỏ đến chừng nào nữa, thì cái phiền não nó sẽ trở lại. Không khác gì quý vị khám phá được cái có tiền nó đang mọc nơi cây á. Nếu như quý vị biết là cái tiền nó mọc trên cây ấy, thì quý vị thầy cam đoan chắc chắn quý vị sẽ trở lại và là tới lượm tiền nó cây để nó mọc tiếp. Quý vị muốn đuổi nó đi thì quý vị đừng có phản ứng gì hết, là nó sẽ đi. Hay theo mắt gì không?
Câu hỏi là những cái chấp trước, tất cả những chấp trước đều là xấu. Thầy nói đúng, bất cứ chấp trước gì đều là xấu cả, đều không tốt cả. Và cái nền tảng của ba cái tâm này, ba cái tâm như hư tâm, trần tâm và kim cang tâm á, là cái tâm của đại bi. À, là cái tâm đại bi. Nói cách khác, quý vị càng ngày càng từ bi chừng nào thì càng dễ tu chừng đấy. Tại kiến thắc mắc gì không? Thành ra cái pháp kim cang là cái pháp gì? Kim cang là cái gì? Cái mục tiêu, cái dùng của cái kim cang là để chặt, chặt đứt. Chặt đứt có nghĩa là đoạn đó, nó không còn dính mình nữa. Đoạn có nghĩa là hai cái phần nó khác nhau. Thì nghe rõ ràng không? Cái người mà hiểu pháp kim cang là một người có thể đoạn một cách rất là tài tình. Cái thứ nhì, pháp kim cang này là dùng tất cả những cái phương tiện nó có để mà chặt, để mà đoạn thôi. Mình làm dùng bất cứ cái thủ đoạn nào để mà chặt cái chấp trước của mình, gọi là pháp kim cang. Cái pháp này nó rất là cao siêu. Tại sao như vậy? Quý vị nghĩ cho coi. Okay. Nếu quý vị nói là tôi chỉ tu cái pháp niệm Phật thì cái phương pháp nó còn thu pháp kim cang. À, quý vị thấy cái pháp kim cang là nó vô định pháp, năng đoạn. À, kim cang thứ nhất là mình cố gắng mình đoạn trừ được. Cái thứ nhì là cái pháp vô định pháp, có nghĩa là dùng đủ mọi phương tiện để mà cắt. Cái gì biết cái đặc biệt của cái pháp kim cang này là không có cái gì mà nó không chặt được hết đó. Trong cái thế gian này không có cái gì mà nó không có thể đoạn được hết. Nó dễ sợ như vậy. Ai thắc mắc gì không? Không phải nói đâu, cái này thiệt sự nó có. Cái kim cang này thực sự nó có, nhưng phải chỉ nói tưởng tượng không. Vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta cái pháp kim cang này. Tại sao? Tại vì quý vị cần cái pháp kim cang này mới đoạn được cái vô minh của quý vị. Câu hỏi là phải cần phải đừng được truyền mới học được cái pháp kim cang. Thầy nói quý vị đang được dạy được cái pháp kim cang này. Cái kinh kim cang này là kinh đang truyền, quý vị đang giảng quý vị về cái pháp kim cang này. Cái quan trọng của cái pháp kim cang này là quý vị áp dụng cái phương pháp này, đăng cái chúng ta giảng cái kinh này đó, cho rất nhiều chi tiết về cách tu luyện cái pháp kim cang này. Okay. Khắp cả kinh này rất nhiều cái chi tiết để giúp quý vị tu luyện pháp kim cang này. Không có nghĩa, tức có nghĩa rằng là khi mà quý vị tu, trong cái quá trình tu quý vị đó, càng ngày càng tu, trình độ càng cao lên, thì cái kỹ thuật kim cang càng ngày nó càng tinh vi hơn. Nhờ kỹ thuật kim cang này, quý vị càng ngày càng chặt đứt nhiều cái phiền não hơn. Và càng ngày càng lên cao, cái phiền não nó càng vi tế, nó càng khó chặt hơn, thì cần dùng cái kỹ thuật kim cang chặt mới được. Okay. Quý vị đừng có hiểu lầm. Có người nói với thầy hỏi là nó có nhiều cái chấp trước quá này. Nếu mà hiện bây giờ tôi không thể nào tôi bỏ được mẹ tôi bỏ được chồng tôi, con tôi, gia đình tôi. Thì làm sao bây giờ? Thầy nói là quý vị đừng hiểu lầm. Không ai bắt quý vị chặt hết tất cả. Ok. Quý vị phải quyết định muốn bỏ cái chấp trước nào bây giờ. Quý vị nên chọn những cái chấp trước mà khiến quý vị khổ sở bây giờ này. Chặt cái loại đó trước đi.
Mình không thể nào chặt hết tất cả chấp trước của mình, cái đó làm không được. Mình phải chọn, phải biết chọn chứ đâu có nói, đừng nói với thầy là thầy ơi thầy con có nhiều vấn đề chứ sợ, con có này vấn đề này, ông này là vấn đề của con, bà này vấn đề của con, thầy là vấn đề lớn nhất của con còn vấn đề của con, vừa phải thôi chứ. Phải biết cái biết quyết định chọn cái gì, mục tiêu cái gì trong cuộc đời là làm cái gì, chọn từng cái chấp trước mà chặt nó. Ai thắc mắc gì không? Cái vì phải, cái vì thực tế là cái vì không thể nào chặt hết tất cả những cái chấp trước của mình, cái đó làm không được. Chỉ chặt được cái gì mình làm được thôi. Cái sức cái vì đó, cái pháp kim cang cái vì, cái chất kim cang cái vì nó chưa đủ để mà nó chặt hết tất cả các loại chấp trước, chưa đủ. Kỹ thuật kim cang quý vị nó chưa đủ hỏa hầu để mà chặt hết tất cả, chưa đủ. Đâu có chặt được đâu, đâu có chặt gì được đâu. Quý vị dễ lắm, quý vị tròn cái gì mà làm quý vị khổ sở nhất, chặt nó ra. Chúng tôi. Đừng có tự lừa dối mình. Đó là cái lựa chọn của cá nhân mình chọn. Mình có thể, mình muốn đoạn cái gì mà làm mình khổ sở nhất. Chọn nó mà đoạn. Ok. Cái đó nó đòi hỏi quý vị phải thường rất là thành thật với tự chính mình. Họ làm mình khổ, cái chấp trước làm mình khổ, thì mình phải công nhận nó thiệt sự nó làm mình khổ, mình mới đoạn được. Còn một nửa nói khổ, một nửa nói sướng, thì quý vị cách nào đoạn nó được. Ấy. Bởi vậy, quý vị thấy không? Cái thực tế của cuộc đời, cái tu hành của chúng ta là phải gì? Phải thành thật. Không nói dối được, không có lừa gạt mình được. Thầy nói cái gì nghe nè, nói cái chuyện chấp trước nó chặt cái chấp trước. À, mình tổng công thầy công nhận là thầy đã giảng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, thằng chân quý vị nó đau hơn thường lệ tí. Để quý vị vẫn ngồi đó mà đập cái chân như vậy, gõ cái chân như vậy là quý vị nó phản ứng với cái đau của mình. Mình nói mày là giả, ngồi tiếp một tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Ai thắc mắc gì không? Cái người tu hành đó có những cái hiểu biết mà người khác không thấy được, người ta không hiểu, tại mình dám nhìn những cái mà người khác không dám nhìn tới, bởi vì không có sợ nhìn được cái lỗi mình. Quý vị thấy không, mình bắt đầu cái bài giảng ngày hôm nay á, là thầy nói là quý vị phải nên nhìn cái lỗi của mình. Cái chuyện đó rất là khó làm. Khi quý vị nhìn cái lỗi của mình, quý vị thấy được cái chấp trước mình ở đâu, thì mới chọn được cái chấp trước nào mình chặt. Và thầy chỉ quý vị cách chặt. Nhận thức là nó là một cái chấp trước, mình không muốn nó, mình không có phản ứng gì hết, là mình sẽ giết nó. Đừng có làm gì. Đau kề nó, cho mày chết luôn. Đau chết bỏ thì nó mới hết đau được, lẹ hơn. Không có ai mà thắc mắc gì thì chúng ta hồi hướng công đức để giúp bác Lê Mồng Ngọ đắc vãng sanh. Mời quý vị mở trang 38.